Hello anh em, chào mọi người đang quay trở lại với Tech Room và mình là Sang Hí. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm một chiếc màn hình mới đến từ Lenovo ThinkVision S27i10. Nhắc tới Lenovo thì chúng ta sẽ nhắc tới thương hiệu sản xuất máy tính hàng đầu trên thế giới với thương hiệu ThinkPad, ThinkBook hay gần đây là màn hình ThinkVision. Và đây là chiếc màn hình văn phòng mình đánh giá có kích thước lớn và trải nghiệm sử dụng rất là ổn với mức giá mà nhà sản xuất đưa ra khoảng 3,79 triệu đồng. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. À, trước khi bắt đầu thì tên màn hình này hơi dài nên là trong video này mình sẽ nói gọn là ThinkVision S27i thôi ha. Đầu tiên là về mặt thiết kế thì Lenovo gần như trang bị bộ thiết kế đơn giản tới mức tối giản của chiếc màn hình này khi mà không có bất cứ một chi tiết thừa nào với một chiếc màn hình văn phòng. Chúng ta sẽ có một thiết kế với tông chủ đạo là màu đen và hoàn toàn dễ dàng, mang lại cảm giác cứng cáp bền bỉ. Đồng thời với đó thì chất liệu chính trên sản phẩm này là nhựa, lại có màu đen và phủ phay xước nữa, nên là mang lại cảm giác rất là chắc chắn. Với màu đen và phay xước thì chắc các bạn cũng không cần lo việc trời xước trên một chiếc màn hình như thế này. Đổi lại, chúng ta sẽ không thể có được một cái gì đó bóng bẩy sang trọng như những chiếc màn hình với khung kim loại hay lập lòe nổi bật như những chiếc màn hình RGB game thủ các thứ. Nhưng đối với riêng mình, đó là thiết kế phù hợp nhất dành cho một chiếc màn hình văn phòng. Nói như vậy không có nghĩa là thiết kế của ThinkVision S27i bị lỗi thời hay là cổ lỗ sĩ quá. Khi mà chúng ta sẽ, các bạn thấy đó, chúng ta có một cái màn hình với ba cạnh viền rất là mỏng, tràn viền vô cực, mang lại cảm giác rất là hiện đại đến chiếc màn hình này. Kích thước của cái viền này chỉ là 2mm thôi, kết hợp với cái kích thước tổng thể của màn hình tới 27 inch mang lại cảm giác rất là hiện đại và công nghệ cao cho chiếc màn hình văn phòng này. Đồng thời thì độ mỏng của chiếc màn hình này chỉ khoảng 4.62cm và trọng lượng là vào khoảng hơn 4kg một tí thôi. Đó là con số khá là ấn tượng với kích thước màn hình 27 inch, giúp các bạn có thể bố trí, vận chuyển, lắp ráp chiếc màn hình này vô cùng tiện lợi và thoải mái trong không gian văn phòng. Nói về những cái chuẩn kết nối có sẵn trên chiếc màn hình này thì chúng ta sẽ chỉ có hai chuẩn kết nối chính thôi, một VGA và một HDMI. Tuy không quá nhiều nhưng mà đây là hai chuẩn kết nối thông dụng nhất ở trên thị trường hiện tại để các bạn có thể kết nối giữa màn hình với CPU và các thiết bị khác. Nói tới những cái màn hình văn phòng cần hoạt động ổn định, lâu dài, bền bỉ thì mình nghĩ hai cổng kết nối này là hoàn toàn phù hợp. Đồng thời, nếu các bạn cảm thấy là khi văn phòng mình không có thì nếu các bạn đầu tư những chiếc màn hình ThinkVision S27i cho văn phòng của mình thì các bạn sẽ được tặng kèm luôn bên trong hộp là một cổng HDMI và một cổng cáp VGA. Hai cổng cáp này đều dài tới 1m8, hoàn toàn đơn giản, dễ dàng, tiện lợi cho bạn có thể lắp ráp dành cho những bộ PC ở văn phòng của mình. Ngoài ra thì Lenovo cũng trang bị thêm một cái cổng kết nối phụ và nhỏ thôi nhưng mà theo mình rất là tiện lợi, đó chính là một cổng audio 3.5mm. Các bạn có thể kết nối ra tai nghe loa ngoài từ ngay chiếc màn hình này mà không cần phải ghim xuống PC, dây nhựa đi dây phức tạp. Ở tiếp theo thì mình sẽ tiếp cận đến chân đế, một bộ phận khá là quan trọng trên một chiếc màn hình để mà đảm bảo độ cứng chắc và bền bỉ khi hoạt động. Thì các bạn thấy đó, chân đế của ThinkVision S27i rất là gọn gàng với thiết kế hình tròn, kích thước lại rất là nhỏ nữa, khi để trên bàn thì không chiếm nhiều diện tích. Tuy nhiên, nó sẽ cân tốt được cái màn hình kích thước lớn nặng 4kg mà không gặp quá nhiều vấn đề. Đương nhiên thì khi có rung lắc mạnh thì vẫn có hiện tượng rung lắc xảy ra nhưng mà không hề nhiều. Tuy nhiên, đổi lại cái sự bền bỉ và cứng chắc của chân đế thì chúng ta sẽ không có quá nhiều góc độ có thể thay đổi được trên chiếc màn hình này. Mình chỉ gật lên gật xuống thôi, không xoay trái, xoay phải hay là xoay ngang xoay dọc được. Tuy nhiên là các bạn cũng có thể kết hợp cái ngàm VSA 100mm phía sau lưng của màn hình sản phẩm này để sử dụng những loại chân đế khác mà mua ngoài để mà tăng chỉnh được độ cao hoặc là xoay màn hình tùy ý thích của mình, hay là ngay cả việc gắn lên tường cũng hoàn toàn dễ dàng. À, mình quên mất thì đằng sau lưng trên sản phẩm này có một cái chi tiết màu đỏ rất là nổi bật. Thì các bạn biết rồi đó, thường những sản phẩm thuộc Think Series đến từ Lenovo thì luôn có một chi tiết màu đỏ như thế này. Và chi tiết màu đỏ trên ThinkVision S27i chính là bộ phận để chống rối dây. Các bạn sẽ kẹp toàn bộ dây nhựa trên sản phẩm này thông qua một đường duy nhất, như vậy thì việc đi dây sẽ trông tiện lợi và thẩm mỹ hơn nhiều lần. Với việc được trang bị kích thước lớn lên tới 27 inch, độ phân giải Full HD và tấm nền IPS, đó là những thông số nghe có vẻ khá là tiêu chuẩn trong phân khúc giá này dành cho nhu cầu một chiếc màn hình văn phòng. Nhưng mà thật sự là chất lượng hiển thị và những thông số cho ra từ chiếc màn hình này của Lenovo là mình cảm thấy khá là bất ngờ. Đầu tiên là về kích thước lớn, thì với kích thước lớn lên tới 27 inch chúng ta sẽ dễ dàng thao tác, sử dụng hay trải nghiệm được nhiều nội dung hơn trên chiếc màn hình này. Đương nhiên thì màn hình càng to thì dùng càng sướng rồi. Nhưng mà với độ phân giải Full HD tới kích thước 27 inch, theo mình là không được quá sắc nét nếu các bạn nhìn gần. Do vậy nên để đảm bảo được chất lượng tốt nhất khi sử dụng chiếc màn hình này thì mình nghĩ là các bạn nên duy trì một khoảng cách vừa phải. Thứ hai là độ sáng tối đa của sản phẩm này khi mình đo được là khoảng 205 nits, thấp hơn một chút so với thông số chính xác mà nhà sản xuất đưa ra. Kết hợp với việc màn hình được phủ một lớp chống chói và thường xuyên chỉ sử dụng trong văn phòng, môi trường ánh sáng không thay đổi quá nhiều, thì mình nghĩ độ sáng từ chiếc màn hình ThinkVision S27i là đủ cho mình sử dụng.
Về khả năng đáp ứng các giải màu trên chiếc màn hình ThinkVision S27i này thì mình đo được là 95% sRGB và 74% Adobe RGB. Độ tương phản không quá cao và màu đen thì không được sâu lắm. Tuy nhiên, delta E trên sản phẩm này thì khá thấp, khoảng 1.83 dưới 2, đủ để chúng ta làm các nội dung hình ảnh mà không lo sai lệch màu quá nhiều rồi. Cuối cùng thì trong menu điều khiển của sản phẩm này thì được trang bị khá là nhiều tính năng để có thể tùy chỉnh được các chế độ hình ảnh bên trong màn hình này, có cả chế độ lập ánh sáng xanh, bảo vệ mắt các thứ. Nhưng mà mình thấy menu này thì hoạt động không được trực quan lắm. Đối lại thì ThinkVision S27i là một chiếc màn hình của Lenovo đạt được tiêu chuẩn TOV Relay Ace Comfort giúp bảo vệ mắt khi mà các bạn sử dụng trong khoảng thời gian dài. Tổng kết lại thì với mức giá khoảng 3,79 triệu đồng thì ThinkVision S27i là một chiếc màn hình có thiết kế cứng cáp, hiện đại với các viền khá là mỏng. Tấm nền IPS mang lại góc nhìn tốt và khả năng đáp ứng giải màu sắc cũng tương đối ổn. Ngoài ra thì không thể không nói tới việc đó là một chiếc màn hình đến từ thương hiệu ThinkVision của Lenovo. Nghe tên thì cũng đã bảo chứng cho chất lượng và khả năng hoạt động bền bỉ lâu dài của chiếc màn hình này rồi. Đó là những trải nghiệm chia sẻ của mình về chiếc màn hình mới đến từ Lenovo ThinkVision S27i được phân giải Full HD kích thước 27 inch với giá 3,79 triệu đồng. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc màn hình này thì để lại ý kiến bên dưới phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau trên Techroom.